Thưa quý vị, từ khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tuần tra, kiểm soát và xử phạt hành chính gần 1.600 cá nhân cơ sở kinh doanh vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Theo đó, lực lượng chức năng xử phạt gần 370 trường hợp không đeo khẩu trang, gần 1.050 trường hợp ra đường tụ tập đông người, hơn 180 cơ sở bán hàng không thực hiện quy tắc 5K, đồng thời xử phạt một trường hợp trốn khỏi khu cách ly và hai trường hợp đưa tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch, nhắc nhở gần 5.000 cá nhân cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịch. Để thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, công an tỉnh phối hợp ngành chức năng hướng dẫn triển khai Việc cấp giấy nhận diện phương tiện được ưu tiên lưu thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 18 đến 6 giờ hôm sau. Tham gia trực các trạm chốt và tổ tuần tra kiểm soát các tuyến đường liên xã liên quyện, riêng đối với các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm để dịch bệnh lây lan, gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng tiến hành điều tra khởi tố vụ án hình sự khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.